như đám cưới nha, đám cưới em không đi lên nhà thờ làm phép cưới ấy. Không chả nào đi, không đứa nào nó đi luôn, không làm phép tha, không làm phép tha, mỗi bên nhà ngoại, bên nhà ngoại đi thôi, nó khó đi nhà mình cháu đi thôi. Không làm phép giao, có nghĩa là mình chỉ có là không làm phép cưới thì làm phép giao, mà chúng nó cũng không đi, mà cũng không đi, không đi đấy, không có gì, chúng nó không đi, chỉ mấy đứa con đi thôi. Mấy đứa trẻ con nó đi thôi hả? Đấy, thế mà chúng nó cứ kêu là đạo đức lắm đấy, mà cuối cùng ăn ở sống như thế đấy, cứ ca ngợi đi theo đạo là thấy lọ thấy chai. Mà cuối cùng là gia đình nào nữa, là gia đình nhà em chán á, không chấp nhận được. Thì đây cũng đi lấy chồng theo đạo nhưng mà không theo, nằm cha làm phép cưới thì mình không phụ học đấy, rồi về là hành lấy nhất cái con gì mà kể chuyện nó đánh, đuổi đánh mình bông hoa chửa ấy, đuổi đánh ấy, nó bảo là chưa cái giống bên nương mà chúng mày khốn nạn lắm, nhưng mà chúng nó sống còn khốn nạn gấp 10 lần mình, nhưng mà nó mồm nó cứ xạo xạo nó chửi là cái giống bên nương đấy, bên đạo tao mới thấy lọ thế kia. Nhưng mà con gái nhà em nó ốm, nó làm ở bệnh viện ấy, không lên thăm. Thế hôm lên thăm, tưởng lên thăm, nó bảo câu này chứ, bà nội đấy, bảo cháu này chứ, à, ta báo với cha rồi đấy, nếu mà đêm hôm nó có làm sao thì gọi cha xuống là khắp cha, có là mong cháu chết chứ có phải là mong cháu khỏe đâu. Ta bảo với cha đấy, đêm hôm nó có làm sao thì gọi cha xuống để cha làm khắp xác cho. Chỉ bên bạn chỉ cha. Ừ. Đấy, thế mới này mới dã man chứ. Nhưng mà không theo, giống em không theo, em hai đứa con em không cho đứa nào theo đạo hết, ngay từ bé ra mà. Bắt bế lên làm phép rửa tội như này dọ kia, không cho theo. Nghỉ đông con được 1-2 tháng thì con này phải lên làm phép rửa tội. Bởi vì nó biết cái gì mà cứ bắt phải rửa tội để vào đạo. Bắt xong cái đó bạn. Người anh giờ cũng rửa tội hết, vào là có đạo. Thằng Việt Anh thì em ra nhà em nó thùng đạo lắm chị ạ. Bây giờ theo. Về nhà em cứ làm treo những cái gì. Treo những cái lịch lịch mà của Phật Phật ấy, nó không có hài lòng đâu. Nhưng đi đạo sao mẹ treo ảnh Phật rồi. Bọn đấy là của nhà mày, còn ta theo bên ta. Đấy. Nó có chuyện đấy. Ông sùng đạo, ăn cơm bây giờ vẫn còn làm dấu. Ừ. Ông đi Nga nhá, ông bà nhà thờ. Đây con trai này nó tỉnh lắm, nó thấy cảnh sống nó đối xử với mẹ nó, bà nội nó đối xử với nó như thế, nó không theo, nó không theo. Nó phản đối kịch liệt cách sống của bên đạo ngay. Ai rồi bà nội mà cháu đi học đại học mà cháu thiếu mẹ con là chưa kịp tiền đóng tiền nên mới hỏi bà nội cho vay 82 triệu, để mai mẹ cháu gửi tiền cho bà chứ. Tao cho mày vay lại ngày mày đồng ý thì tao cho vay, còn không thì thôi đi chỗ khác. Bà nội đấy nói với cháu nội như thế. Thế là thôi nó đi luôn, nó không theo nữa, này nó đi ra mày bà ngoại. Ê, bà ngoại bảo chứ ô thế con chờ đây để đến 2 giờ chiều, đầu giờ chiều bà rút tiết kiệm bà đưa cho. Bà cho cho bà không lấy đâu. Bây giờ bà ủng hộ cho con đấy học là đấy. Thế mà đạo mới không biết là đạo có mồm xem xét thì 10 điều cửa dân thì các kiểu suốt ngày đọc sang đọc tôi đọc rồi tuần rồi, nào cũng đi lễ sùng thế không biết đọc. Cha bảo sao nghe vậy. Ừ, nhưng mà đối xử với con cháu trong nhà chả ra một cái gì cả, ăn cơm cũng đọc mà từ toàn đạo đức giả thôi đấy. Chính xác. Thế mà kiểu đau đi nhà thờ ấy, thì nó còn tử tế, mà mình ít đi nhà thờ nó ghét. Ừ, quay lại nó chửi nhau. Hôm đó mình này chuẩn bị chồng nhỡ mình lên, xong rồi thím mới nhìn thấy mà rủ nhìn thấy bà đi nhà thờ mừng quá. Nó tưởng là mình bỏ đạo đi mà. Ôi giời, bỏ cũng chả ảnh hưởng gì, em nói thật chị, em chả tin cái gì. Đi lễ lắm, rồi. Em bỏ sống ngày từ ngày sống chung ấy, nhưng mà em không theo là không theo, rất khoát. Ông sùng đạo lắm. Mẹ em đi lên nhà thờ hôm ngày lễ cầu cho các linh hồn lên á, gặp em ở xe lấy mẫu rồi ôi thím nhìn thấy mẹ mình đi nhà thờ thím mừng quá. Thế mà chiếm cả một cái nhà to tướng là mừng. Đấy, em không biết là đạo đức ở chỗ nào đi cướp cả cái nhà người ta. Lúc mà mình còn giả bạc càng mới xấu, càng mới xấu. Tức là xấu xong rồi mình, xong rồi cứ gây nhã cực rồi mình buộc mình phải đi. Xong rồi lúc đi ra